cái môn mà Thanh Thảo dở nhất, đó là môn nấu ăn. Mà hôm nay chương trình cho chơi ngay cái thử thách nấu ăn. Mình nấu ăn cái mình phải chờ cái lửa, mình phải lệ thuộc cái lửa nè, mình lệ thuộc cái đồ ăn nó chín nè. Cho nên là đồ ăn nó chín nó lâu lắm, cái tiền nó tuột xuống em buồn muốn chết à. Dạ mời ca sĩ Thanh Thảo. Trời ơi, yeah. Có con gái đi nữa. Người chơi tìm hai người dân ở tại đây và đi cùng đến chợ Đà Lạt để thực hiện thử thách liên quan đến ẩm thực. Bắt đầu. Rồi bố ơi, bố ơi đón con đi bố ơi. Và bây giờ mời quý vị khán giả, chúng ta nhìn lên, bắt đầu nhìn lên cái bảng này. Sau khi tới nơi rồi thì chúng ta sẽ nấu so tài với lại hai người hồi nãy mà mình kiếm được ở tại đây đó. Nấu món bánh căn, MC Đại Nghĩa sẽ vào chơi cùng với Thanh Thảo nha. Mỗi đội sẽ nấu 5 cặp bánh căn và làm nước chấm xíu mại. Món bánh căn sẽ được đưa cho 5 người dân thử bằng cách là bịt mắt lại cho họ ăn và đưa ra quyết định món nào ngon hơn. Trong trường hợp một trong hai đội hoàn thành trước món ăn và đúng yêu cầu của chương trình sẽ giành chiến thắng. Ok rồi. Chung với hành tỏi luôn chị. Em đúng em. Rồi, làm một mớ hành tỏi vô chung. Em để những cái này lên đây cho nó nóng. Em đang làm sốt cà chua cho chị đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 thiếu. Alo. Rồi bên kia người ta nấu sao rồi? Bên kia người ta chưa gì trơn, trời mình xong trước ta đó. Rồi hay quá, giỏi quá, lẹ. Ok, xong quý vị ơi, em xong. Có nghĩa là Thanh Thảo mà nấu trước được trong nhà bếp, Thanh Thảo danh chiến thắng tuyệt đối. Rồi, chị cầm điện thoại xuống. Rồi, xong. Bên tụi em có món bánh căn với nước mắm xíu mại rồi. Bây giờ chị Thảo bây giờ nè, múc ra. Bên mình làm xong rồi. Ok. Thưa quý vị, do bên kia là làm không có đủ bánh. Bên kia có 8 cái hay nhiều đó. 5 cái quý vị. Bên đây làm đủ 10 cái luôn quý vị ơi. Mã số 6742. 6742. 6742. 11.557.706 đồng. 11.557.000. Hey, chị cầm xoay ra ngoài. Và đây là số tiền có thật nha con gái. Hai mẹ con mình đang là có số tiền. Yeah, trời ơi, bé nó mừng quá. Có bao giờ cầm được số tiền bự vậy chưa? Chưa bao giờ giả đứa cờ đứa cầm tiền lợn như vậy. Dạ. Số tiền lớn nhất con cầm là bao nhiêu? Dạ, mỗi ngày dạ, chỉ có 300 ngàn đồng. Vài trăm ngàn đồng thôi. Mà bây giờ mình có tới 11.557.000. Số tiền quá lớn đúng không? Con ơi, mình không có khóc nè. Hai mẹ con vui lên nha. Rồi, bây giờ con gái cầm cho mẹ đi 11 triệu này, mình chạy xuống ghế mình ngồi đi, chờ nè. Một tràng pháo tay thật to để chào đón người hùng Thanh Thảo đã trở về. Thanh Thảo. Thôi ơi, hay quá Thảo ơi. 11 triệu chết gì. Nấu ăn hay quá. Nấu ăn dở ẹt mà được 11 triệu. Thưa quý vị, là phải nói là cái môn mà Thanh Thảo dở nhất, đó là môn nấu ăn. Mà hôm nay chương trình cho chơi ngay cái thử thách nấu ăn. Mình nấu ăn cái mình phải chờ cái lửa, mình phải lệ thuộc cái lửa nè, mình lệ thuộc cái đồ ăn nó chín nè. Cho nên là đồ ăn nó chín nó lâu lắm, cái tiền nó tuột xuống em buồn muốn chết à. Bây giờ cảm ơn người ông Thanh Thảo, mời chị vô chuẩn bị khởi động nữa đi, để chúng ta chơi cái game cuối cùng là thử thách thứ 4 á. Mời Thanh Thảo vô nghỉ dưỡng.